Chào mọi người nhé, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một ít mặt hàng rừng mà nhỉ. Hàng nhà em đã thuần rồi và cái cây này nó đang ra rất là nhiều mầm mầm tơ này, mầm rất là nhiều mầm tơ và đang ra nụ hoa nhá. Em sẽ ship cho mọi người những cái chậu mà đang nụ như này mà mặt hoa của nó đây ạ, mặt hoa của nó sẽ là mặt vàng này. Em bán cho mọi người giá là hôm nay là duy nhất hôm nay thôi. Giá là 40.000 một chậu này. Mọi người nhìn này. Đó, nhà em trồng thuần ổn định này, đang ra mầm mới và đang ra hoa rồi cả nhà nhá. Đang ra mầm mới và đang ra nụ hoa rồi. Em bán cho mọi người giá là 40.000 một chậu. Và mua 10 chậu thì em sẽ bao ship nhá. Mua 10 chậu em sẽ bao ship cho cả nhà. Cái dòng này thì nhà em đã thuần rồi. Đây mọi người nhìn này. Nó ra mầm gốc và ra hoa rất là đẹp luôn. Chậu nào cũng đang ra mầm gốc rồi nhá. Chậu nào cũng đang ra mầm gốc rồi. Đấy, chậu nào em soi cũng là đang ra mầm gốc rồi nhá cả nhà nhá. Đấy, trồng hàng rừng và em đã trồng thuần rồi. Năm nay là cho hoa rồi. Đấy. Đây ạ. Giá là 40.000 một chậu nhá. Hoa rất là đẹp và thơm. Cái này có mùi thơm nhá cả nhà nhá. Mùi rất là thơm luôn. Tiếp theo là đến mặt hàng tiếp theo. Đó là một loại nữa là hỏa hoàn cam. Cây đang nụ hoa và cũng đã được trồng thuần ổn định rồi. Cái này thì mọi người về thì mọi người chỉ cần sẵn là tưới nước thôi. Đấy. Mùi cam rất là thơm luôn. Những cái chậu như này em bán 40.000 một chậu nhá. 40.000 một chậu. Đang ra nụ hoa rồi nhá. Đang ra nụ hoa rồi. Tiếp theo em sẽ bán cho mọi người một dòng phi điệp mới. Phi điệp này thì nhà em là phi điệp được khoảng phi điệp 52 rồi nhá cả nhà nhá. Mầm gốc thì nó chỉ khoảng cao được 2 đến 3 cm thôi. Cái này thì là 5 cánh trắng nhá cả nhà nhá. 5 cánh trắng này em bán là 35.000 đồng một cốc. Và thân đang lên rất là đẹp. Đây là thân cũ của nó nhá. Đây là thân cũ của nó nhá. Đấy, 35.000 đồng một cốc nhá cả nhà nhá. 35.000 đồng một cốc. Đây ạ, cả một vườn luôn. Đang lên mầm gốc tua tụa đấy luôn nhá. 35.000 đồng một cốc nhá cả nhà nhá. 35.000 đồng một cốc. Em rất là nhiều luôn nhá cả nhà nhá. Em rất là nhiều luôn. Đây ạ, mầm gốc lên rất nhiều như này. Tiếp theo là có một mặt hàng mới này. Mặt hàng này thì là nó đang chuẩn bị xuống gọn để cho hoa rồi nên là nó cây nó không được đẹp cho lắm, cây nó không được mướt cho lắm. Đấy. Nó rụng lá để cho hoa nhé cả nhà nhá. Đang lên mầm mới rồi, đang lên mầm mới rồi. Giá em bán là 50.000 đồng một cốc nhá. 50.000 đồng một cốc. Đây là phi điệp nhá. Phi điệp châu Như nhé cả nhà nhá. Đây là phi điệp châu Như này. Đấy, đang ra mầm gốc rồi. Giá là 50.000 đồng một cốc. Đây mầm gốc đây ạ. Em sẽ chọn cho mọi người những cái cây ra mầm gốc và xuống lá như này rồi để mọi người có thể là nó sẽ ra hoa hoặc là nó sẽ để con như này nhá. Giá là 50.000 đồng một cốc. Tiếp theo em sẽ bán đến dòng Dendro nhá. Dendro này nhà em này đang ra mầm gốc rất đẹp như này. Cây rất là tốt này, trồng ổn định rồi và ra rễ rất là xanh như này cho mọi người. Giá là 20.000 đồng một cốc nhá. Chậu nào cũng ra mầm gốc rồi cho em nhá. Chậu nào cũng ra mầm gốc rồi. Đấy, đang mùa phát triển của các dòng lan nên là nó ra rất nhanh và dễ, nó đang bám xuống rồi đấy. Em trồng bầu ổn định rồi này cho mọi người rồi nhá. 20.000 đồng một cốc nhá. Đó. Tiếp theo hôm nay sẽ bán là những cái chai mô như này mà nhà em đã để ra vườn rồi. Nhà em đã để ra vườn và thuần khí hậu ở vườn để trồng ấy. Thì em bán cho mọi người với cái giá là hôm nay sale duy nhất trong ngày hôm nay nhá. Giá là 280.000 một chai, 280.000 một chai này. Mọi người nhìn nhá. Cây đã đạt lóc rồi nhá. Đủ tuổi để mình ra chậu rồi nhá. Đây, đây là mẫu nhà em ra chậu này. Đấy, cây trồng nó đang xuống lá này để nó ra mầm những cái mầm gốc như này. Đấy, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trồng luôn nhá. Đây là những chai nhà em có 3-4 mặt hoa là 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng HO, Di Linh trắng và Châu Như nhá cả nhà nhá. Di Linh trắng và Châu Như. Đấy, vườn rất là rộng như này. Những cái chậu Denzo này đang ra những mầm gốc như này em bán là 20.000 một chậu.
nó có Denso ra mini, Zaza Denso mini này, rồi là các loại Denso thường và Denso nắng nhá, giá đồng giá cho mọi người là 20.000 một chậu, 20.000 một chậu. Tiếp theo là em còn mấy cái cây Hải Yến này, em sale nhanh cho mọi người là 8.000 một chậu nhá, 80.000 một chậu, 80.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Đấy, mọi người mua thì để lại số điện thoại kèm địa chỉ giúp em này, kể cho em để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Giá là 80.000 một chậu. Tiếp theo đến là em sẽ bán vũ nữ cho mọi người nhá. Đây là những cây vũ nữ giống này. Vũ nữ giống, hôm nay thì nhà em còn những cây nhỏ hơn thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 20.000 một chậu. Vũ nữ nhá. Đây là nan vũ nữ này, 20.000 một chậu nhá. Đấy. Cây nó sẽ chỉ được khoảng 8 đến 10 cm thôi. 8 đến 10 cm. Đây ạ. Mọi người đều biết cái vũ nữ này rồi. À, những chậu Denso như này em bán cho mọi người giá là 12.000 một chậu, 12.000 đồng một chậu nhá. Đấy, đây là Denso nhé cả nhà nhá, đây là Denso đấy ạ, 12.000 đồng một chậu đấy ạ. Đây phụ nữ nhá, phụ nữ 20.000. Tiếp tới này em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mặt hàng là hồ điệp. Hồ điệp này thì bên em đang xả với giá là 15.000 đồng một cốc. Và phí ship là khi mua 10 cốc này là 30.000 nhá. Cây nó sẽ ít lá, 2 đến 3 lá cho em. Giá chỉ có 15.000 đồng một chậu thôi. Em còn số lượng ít nên em bán xả nhanh cho mọi người nhá. 15.000 đồng một chậu. Cái số lượng lá trên một cây không quy định là bao giờ nó ra hoa này. Mọi người nhìn cái cây này nhà em này, có 2 lá thôi mà nó đã ra hoa rồi. Đấy. Đây, những chậu như này, những chậu 2 lá như này em sẽ bán là 15.000 đồng một chậu nhá. 15.000 đồng một chậu. Đó. Ai mua thì chốt lại em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Tiếp tới này em đang giới thiệu cho mọi người một cái dòng hồ điệp mới tinh của bên em, đó là bướm đen. Đấy, đây mặt hoa nó sẽ ra như này ạ, mặt hoa sẽ ra như này. Và mùi khi nắng lên nó sẽ mùi rất là thơm. Giá là 50.000 đồng một chậu nhá. 50.000 đồng một chậu. Lá xếp rất đẹp như này cho em. Và có những hình sao trên lá như này ạ. Đấy, 50.000 đồng một chậu bướm đen này nhá. Đấy, lá xếp rất đẹp như này. Và có em có cái dòng hồ điệp lá xoắn như này. Em cũng bán là cho mọi người là giá 50.000 đồng một chậu này. Lá xếp rất đẹp. Đây là tiểu hồ điệp nhá. Tiểu hồ điệp và dòng bướm đen này là lá rất đẹp và cho hoa thơm nhá. 50.000 đồng một chậu thôi ạ. Đây, những bông hoa mini rất là đẹp luôn này. 50.000 đồng một chậu. Ai mua thì chốt số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nhá. Đấy. Những chậu như này đang mùa hoa của nó này, nó tự ra hoa này, lá xếp rất đẹp. Và cái dòng này thì là lá nó có những chấm 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 rất là đẹp trên lá này. Và lá nó đen kịt luôn này. Mọi người nhìn này, lá nó đen kịt nhá. Nó không xanh như các dòng khác này. Đấy. Lá xoắn và lá đen em bán. Và những chậu lá xếp như lá tre như này em bán cho mọi người là giá 50.000 đồng một chậu nhá. Ai mua chốt lại số điện thoại kèm địa chỉ cho em này. Những chậu lá xoắn này đang ra vòi hoa này. Đấy. Em bán là 50.000 đồng một chậu nhá cả nhà nhá. Đây, cái con bụi này em bán 50.000 một chậu này. Đấy, bụi ra rất nhiều cây luôn. 50.000 đồng một chậu. Ai mua chốt lại số điện thoại kèm địa chỉ cho em nhé. Mua chốt lại số điện thoại kèm địa chỉ cho em. Tiếp đến là em sẽ giới thiệu cho mọi người về mặt hoa vũ nữ nhà em này. Em có những cái cây vũ nữ như này. Thì em xả nhanh cho mọi người giá là 60.000 một chậu. Đấy. Nó đang ra những cái vòi hoa rồi, đang mùa rồi. Đấy, có những cây thì mọi người về chăm ý, khoảng 1-2 tháng nữa nó sẽ cho vòi nhá. Nó đang mùa của nó rồi. Đấy, đây ạ. Giá cho những cái chậu đang vòi là 100.000. Còn những cái chậu chưa vòi thì là em bán cho mọi người 60 thôi. Chưa vòi như này em bán cho mọi người 60 thôi nhá. Đấy, 60.000 thôi.
mua thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Đấy, những chậu vòi hoa này là 100.000 này. Còn những chậu chưa vòi này bán 60 nhá. Đấy. Mua mọi người lên cho em số điện thoại nhá. Lên cho em số điện thoại này. Tiếp theo này em có một ít lan cát này. Lan cát này em sẽ hôm nay em xả nhanh cho mọi người, giá là 40.000 một chậu. Đấy, chậu nhiều thân mà. Dòng này của nhà em là dòng size trung rồi nhá. Size trung từ giờ đến cuối năm là mọi người có thể là có chậu có hoa rồi. Giá là 40.000 một chậu này. Em có một ít vu nữ size trung nữa nhá. Một ít vu nữ size trung này, cây to khoảng cái cao cả lá cả thân cao khoảng tầm hơn một găng tay như này. Đó. Em bán cho mọi người là giá 35.000 đồng một chậu, 35.000 đồng một chậu nhá. Mua chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Mua chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ. 35.000 đồng một chậu. Hôm nay thì em sẽ like các mặt hàng như vậy thôi. Thì mọi người ai mua gì thì mọi người để lại số điện thoại cho em, hoặc là gọi cho em về số 0974702106 nhá. Đấy, mọi người mua và đặt hàng gì thì mọi người để cho em về số điện thoại là 0974702106 nhá.